Hello, chúng tôi xin được chào đón tất cả quý vị trở lại với kênh Việt Mỹ. Trước tiên thì Rachel xin được gửi lời chào đến giáo sư bác sĩ Phạm Hiếu Liêm. Chào Rachel, kính chào quý khán giả. Dạ, chúc bác sĩ Liêm ngày vui vẻ. Bây giờ thì Rachel sẽ vào những cái câu hỏi mà quý vị đã gửi đến cho chương trình nha. Phần này thì hỏi một cái câu hỏi cũng rất là đặc biệt liên quan đến ù lỗ tai, nhưng mà bác sĩ kêu là mổ cái lỗ mũi ha. Người tên là Tám Nguyễn. Kính chào bác sĩ Phạm Hiếu Liêm và cô Rachel. Xin cho tôi hỏi, tôi có một bà dì, bà năm nay được 71 tuổi, bà hiện bị bệnh u một bên lỗ tai. Bà đã đi bác sĩ ở Mỹ thì bác sĩ nói ở trong lỗ tai của bà có một khối u. Bác sĩ đã lấy cái khối u đó ra thì bà hết ù tai ngay lập tức. Nhưng thời gian không bao lâu thì bà bị lại cái chứng ù lỗ tai và nhức đầu. Thì bà trở lại gặp bác sĩ, thì bác sĩ bảo là phải mổ cái lỗ mũi. Bà và gia đình thấy không có hợp lý, cho nên không chấp nhận lời đề nghị của bác sĩ. Vậy xin bác sĩ cho một lời khuyên chân thành. Cảm ơn bác sĩ và cô Rachel nhiều. Ù lỗ tai, mổ lỗ mũi liên quan không? Liên quan. Liên quan, tại vì nó có cái ống gọi là Eustache thông từ lỗ tai vào trong cái xoang xoang miệng, và nó rất gần với xoang mũi. Thành ra bị sưng xoang mũi thì có thể làm ù lỗ tai. Nếu cái ống Eustache nó bị bịt lại, trực giác nó nhiều khi nó không đúng với khoa học. Dạ, vậy cái lời khuyên của ông bác sĩ đó là cũng có lý, chứ không phải là không hợp lý giống như người này nói. Có lý. Có lý. Tôi đã nói rồi là có cái ống trong lỗ tai, nó xuyên tới xoang mũi và xoang miệng. Rất nhiều khi mình sưng xoang mũi mà nó làm cho cái lỗ tai mình nó bị ù luôn. Nhiều khi mình bị ngạt mũi mà mình gọi là hỉ mũi, mình hỉ mũi thiệt mạnh á, thì cái lỗ tai mình cũng bị ù luôn. Dạ, dạ rồi, cảm ơn bác sĩ Liêm. Và câu hỏi kế tiếp này thì liên quan đến đường ngọt. Phương Dung Tô Thị, rất kính mến bác sĩ, một tin nhắn với cách viết không rõ, lung tung mà bác sĩ không bỏ qua để thấy tình thương của bác sĩ cho những người khi mà họ mong muốn bác sĩ giúp. Bác sĩ ơi, đường cũng kêu cứu bác sĩ đây. Thấy dễ thương, không biết người này bao nhiêu tuổi mà ghi dễ thương. Đường cũng kêu cứu bác sĩ đây, khi không được bình vực, nói rõ về hiểu cái đúng cái sai. Hầu như tất cả ai cũng sợ đường, khi luôn nghe không được ăn ngọt, uống ngọt, mà khi có thể hình như cũng cần đường, phải không bác sĩ? Tuột đường, hạ xuống quá thấp có làm mình chết không? Và có người nói đường còn là nhiệt lượng, năng lượng cần cho cơ thể nữa, mà đường cũng hại nữa khi mà mình dùng nhiều. Xin bác sĩ chỉ giúp để hiểu đúng về đường thế nào. Thật sự là rất là hoang mang. Đường fructose sao phải ăn trong hạn chế khi nó là trái cây. Đường trái cây, mật ong, đường sữa, đường tinh bột, ngũ cốc và đường đã được chuyển hóa khi ăn uống vào. Xin bác sĩ chỉ giúp nên ăn và hạn chế đường thế nào là đúng. Hầu như mở lời ra nhắc đến đường sao ai cũng sợ. Rồi cái phần này thì nó bị cắt ngắn cho nên mình chỉ nói đến đây thôi, chắc cũng đủ rồi. Mời bác sĩ đi. Tiếng Việt Nam nó không có rõ. Đường ngọt là cái loại carbohydrate mà có thể gây hại. Còn carbohydrate bình thường thì là cơ thể cần. Đường glucose không phải là loại đường ngọt, mà đường sucrose, nó có fructose với lại glucose là loại đường ngọt. Còn loại đường sữa là lactose, nó trở thành galactose, cũng không phải là loại đường ngọt. Thành ra đường phải gọi là đường đa, đường kép và đường đơn. Đường đa là tinh bột, tức là polysaccharide. Rồi khi mà mình nấu hay là ăn, mình nhai thì nó trở thành đường kép. Đường kép là như đường lactose, đường amylose, tức là tinh bột mà khi mình nấu rồi mình ăn nó trở thành amylose. Amylose là tiêu hóa rồi nó mới thành high glucose, mà cơ thể nó cần glucose, ở trong máu nó cần glucose. Đường kép như đường lactose, sucrose và đường như amylose. Cái cơ thể không cần fructose, nên có thể dùng fructose khoảng 25 gram, sau đó thì fructose nó biến thành mỡ. Và cái đó là mình không muốn. Vì khán giả này không hiểu là mình có thể ăn trái cây, cái đó tốt, nhưng mà đừng ăn nhiều quá,
đừng có làm quá 25 gram. Còn cái đường ngọt đó là nó là fructose và glucose, thì mình ăn nhiều đường ngọt quá quá 50 gram tức là mình đã có 25 gram fructose rồi, cái đó là không có tốt. Nhưng mà khi mình ăn cơm, ăn bột, ăn khoai này, này kia đó, là đó là cái đường đường đa, nó trở thành đường cát. Rồi khi nó vào đường đơn tức là glucose nó vào trong máu, thì cái đó là nó gây cái nó dùng để làm năng lượng và nhiệt lượng cho máu đó. Thì nếu mà không mình không bị kháng insulin thì cái glucose cho rất tốt và rất cần cho cơ thể. Nhưng mà một khi mình bị kháng insulin rồi đó, thì mình không biết cách store cái glucose đó, nó thay vì chứa thành glycogen thì mình bị kháng insulin, mình không có chứa thành glycogen được, là lúc đó mình bị metabolic effect, tức là cái metabolic là tiếng Việt là gì tôi quên mất rồi, nhưng mà gây ra cái bệnh ba cao. Bệnh ba cao là do biến dưỡng của glucose nó có vấn đề, bị kháng insulin và viêm, và mà cái viêm đó là có dính dáng tới tế bào mỡ. Thành ra mình không muốn có nhiều mỡ ở trong cơ thể, ăn mỡ nó không 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 thành mỡ trong cơ thể, calorie nó thành mỡ trong cơ thể, nhưng mà glucose ăn nhiều nó thành mỡ trong cơ thể. Ngay cả protein nếu ăn nhiều quá nó cũng có thể thành mỡ trong cơ thể, ăn quá nhiều calorie mà cơ thể cần thì nó không có tốt cho cơ thể, có vậy thôi. Đường ngọt không có tốt cho cơ thể, sợ đường là cái đường ngọt chứ không phải là những cái loại đường khác. Nên những cái loại đường khác thì phải ăn đúng theo theo cái tiêu chuẩn calorie thì tốt hơn. Dạ rồi. Với lại là một cái mà nhớ nói về trái cây thì tốt, nhưng mà không quá 25 gram trái cây ngọt. Được. Đúng rồi, Dạ. nhưng mà bà này cũng có đúng một chỗ là đường thấp thì có thể chết người. Đường thấp thì là nó làm rối loạn tất cả các cái bộ phận trong cơ thể, kể cả trái tim, và có thể làm chết chết vì đường thấp. Nhưng mà đường cao đó thì ít khi làm chết người lắm. Dạ. Với lại cái phần sau của cái câu hỏi này thì đọc lại thì cái người này cũng khá là nhí nhởm, nói rằng mỡ đã được minh oan rồi, khi cũng là thức ăn cơ thể cần và chỉ không nên dùng mỡ nhân tạo mà thôi. Tại vì học từ bác sĩ Liêm là không nên sử dụng mỡ Trans fat là trans mỡ nhân tạo, đúng rồi. fat. Vậy là người này cũng thuộc bài lắm đó chứ. Giỏi, Theo dõi chương trình cũng rất nhưng là sát. mà tôi phải 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 làm rõ thêm về đường đa, đường đường cáp và đường đơn. Đường đa là không có gì độc cả. Đường cáp mà cái sucrose sẽ có thể độc. Với đường đơn mà fructose sẽ nhiều quá độc. Sucrose và fructose là hai loại đường ngọt. Nhưng mà mật ong mà nếu mà dùng cái raw unfiltered mật ong không có ảnh hưởng xấu, nếu mà mình dùng khoảng 50 gram sẽ trở lại trở xuống thôi. Nếu mình ăn nhiều quá thì nó cũng trở thành xấu. Dạ rồi, cảm ơn bác sĩ Liêm. Và câu hỏi kế tiếp của người tên là Hùng Nguyễn, thay đổi không khí một tí xíu, là người này hỏi về vua. Thưa bác sĩ, trong sách sử ghi lại là vua Gia Long cõng rắn cắn gà nhà. Sau khi trở lại làm vua thì ông ấy đã giết mấy ngàn người thuộc dòng họ của vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Vua Gia Long đào mộ vua Quang Trung Nguyễn Huệ và lấy xỏ của vua Quang Trung làm bô đi tiểu. Hành vi ti tiện của vua Gia Long không ai có thể chấp nhận được và lịch sử vẫn còn ghi. Tóm lại, vua Gia Long trở lại làm vua được là nhờ cõng giặc Pháp về giết dân Việt Nam và giày xéo quê hương. Nhiều người thích vua Gia Long và họ có cùng tôn giáo với ông vua vô lại ấy. Cảm ơn bác sĩ và cô Rachel. Thì bác sĩ Liêm nghĩ sao về cái bình luận này? Vì này dùng những cái tỉnh từ nó không có phải là người tử tế, mắng chửi theo cái phong tục, mắng người nào không thích thì mắng chửi, dùng những cái Giống như là ti tiện và vô lại. đúng rồi. Nhưng mà nên nhớ là cái dòng họ Nguyễn từ Bắc đi vào từ từ Thanh Hóa, mà khi mà ông Nguyễn Hoàng sợ bị ông Trình Kiểm giết, thành ra xin nhờ bà chị là vợ ông Trình Kiểm xin cho là chúa Trịnh xin cho ông vào trấn thủ miền Nam. Khi được phép thì ông đi vào, đó là năm 1500, khoảng 1550, đến khi mà Tây Sơn nổi lên năm 1770 thì phải. Rồi khi đó là dòng họ Nguyễn đã làm chúa ở miền Nam hơn 200 năm, từ 1550 đến khoảng 1770. Trong 200 năm đó biết bao đời chúa Nguyễn,
biết bao nhiêu dòng họ con cháu. Khi Tây Sơn lên đó, Tây Sơn thật ra có ba người: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ. Thì ông Nguyễn Huệ là cái người có thiên tài quân sự, thành ra ông giỏi lắm, ông đánh giặc không bao giờ thua cả. Nhưng mà ông Nguyễn Nhạc thì cũng là tầm thường, ông Nguyễn Lữ thì là càng tệ hơn nữa. Nhà Tây Sơn mà mất miền Nam là tại vì ông Nguyễn Lữ, nhưng mà cái đó là bây giờ nói dài dòng vô ích. Nhưng mà khi ông Nguyễn Huệ ông thắng, ông chiếm được Phú Xuân rồi đó, thì ông rượt theo, ông giết tất cả những người họ Nguyễn, Nguyễn Phúc đó, con cháu của chúa Nguyễn, cho đến chỉ có một người nam sống sót được, ông Gia Long tên là Nguyễn Phúc Ánh. Thì ông không phải là con của chúa Nguyễn mà ông chỉ là cháu thôi, còn những cái chúa Nguyễn, thế tử, thái tử đều bị giết hết. Mà tất cả những người họ Nguyễn Phúc, dòng họ của chúa Nguyễn 250 năm ở miền Nam bị giết hết, chỉ có một người sống sót là ông Gia Long thôi, trốn thoát được ra ngoài rồi ông được vua vua Xiêm. Và tại vì ông vua Xiêm là nhờ chúa Nguyễn mới có được làm vua trên miền Thái Lan, thành ra ông giúp. Còn nói rằng ông Gia Long theo đạo Thiên Chúa giáo là không có đúng. Ông Hoàng Tử Cảnh là con trưởng của ông Gia Long, đi theo linh mục Bát Đạo Lộc qua Pháp thì có theo đạo Thiên Chúa, nhưng mà vì ông con thứ ông Minh Mạng về sau mà ghét đạo Thiên Chúa, bế quan tỏa cảng mà mình mới bị lạc hậu cho đến hôm nay. Thành ra cái lỗi là lỗi ông Minh Mạng. Ông Gia Long không có cọng rắn cắn gà nhà, ông canh tân Việt Nam, ông có được các sĩ quan hải quân Pháp giúp đóng tàu buồm, làm đại bác. Thành ra khi mà ông trở về đó, người Việt Nam thì thương ông Quang Trung, tại vì ông Quang Trung có tài đánh giặc Thanh, nhưng ông Quang Trung giết bộ hạ như ngoé, ông giết Nguyễn Hữu Chỉnh, rồi ông giết Võ Văn Nhậm. Thế ai mà ông cho là có thể là mầm mống họa về sau là ông giết hết. Nhưng mà ông chết sớm, thành ra ông không phải đụng độ với quân của ông Gia Long trở về. Nhưng mà khi ông Gia Long trở về, kỹ thuật nó cao hơn là của lính Tây Sơn, thành ra Tây Sơn đánh không lại. Mà con cháu của ông Quang Trung về với lại là phải dùng ông Quang Toản, phải dùng ông cậu là ông Bùi Đắc Tuyên, anh của bà nữ tướng Bùi Thị Xuân đó. Nhưng mà ông đó bất tài, mà với lại những cái võ Bình Định rồi này kia, nhảy qua nhảy lại rồi này kia đó, không không cự lại mấy cái súng của Gia Long đem về. Cái kỹ thuật của Gia Long là kỹ thuật quân sự của Pháp 1780 mấy đó. Về sau thì ông làm vua tới 1820 ông mới mất. Mà trong cái thời gian đó đó, Việt Nam là lớn nhất, là thống nhất từ Bắc tới Nam, từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau. Và ông theo quân sự và kỹ thuật của cái thời Nã Phá Luân, thành ra nước Việt Nam có quân đội hùng cường nhất Đông Nam Á. Ông dùng những cái sĩ quan Pháp đó làm quan ở trong triều của ông, họ rất là trung thành với ông. Nhưng mà khi ông mất rồi đó, thì ông Minh Mạng, tại vì ông đố kỵ là Hoàng Tử Cảnh rồi này kia, rồi ông lại ghét ông Lê Văn Duyệt. Rồi khi mà ông Lê Văn Duyệt chết rồi, ông xử tội ông Lê Văn Duyệt, thì con nuôi của ông Lê Văn Duyệt là ông Lê Văn Khôi mới làm nổi loạn ở gia đình, những người Thiên Chúa giáo là theo giúp. Vì ông Hoàng Tử Cảnh cũng theo Thiên Chúa giáo, ông Lê Văn Khôi cũng là Thiên Chúa giáo. Thành ra khi mà ông Minh Mạng ông dẹp xong cái loạn ở gia đình đó, thì ông chôn tất cả mọi người, ông giết tất cả mọi người, ông chôn vào trong cái mã ngụy và ông cấm đạo Thiên Chúa, ông bế quan tỏa cảng. Đó là vào năm 820 mấy đó. Cùng lúc mà cũng nhờ cái quân sự mạnh của Gia Long để lại mà Minh Mạng đô hộ được nước Cao Miên và nước Lào, Campuchia và nước Lào. Thành ra người Việt Nam không biết, tưởng là Minh Mạng giỏi, thật ra Minh Mạng chỉ thừa hưởng cái quân sự của Gia Long để lại. Nhưng mà Minh Mạng làm cho quan Pháp họ bỏ, họ về Pháp. Mà khi mà ông cấm đạo và ông bế quan tỏa cảng, thì cái cách mạng kỹ nghệ ở bên Âu Châu nó bùng nổ, nó bùng phát, thành ra Âu với Mỹ nó tiến bộ rất lẹ. Và 40 năm sau, khi mà họ trở lại, họ bắn vào Đà Nẵng, ba mấy năm, gần 40 năm sau thì họ trở lại, họ bắn vào Đà Nẵng, thì cái kỹ thuật quân sự của họ đã quá cao rồi. Cái thời gì mà Gia Long để lại, qua đời ông Minh Mạng rồi qua đời ông Thiệu Trị, thì trở thành ra rất là lạc hậu. Vì vậy mà Việt Nam về sau mới thua. Chứ ông Gia Long cũng không cản cổng rắn cản gà nhà,
ông có trả thù và có nói là có dùng cái đái vào sọ của ông Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, nhưng đó là tại vì cái lúc đó cái văn hóa nó khác và ông Nguyễn Huệ với ông Nguyễn Nhạc cũng rất ác với con cháu của chú Nguyễn, chỉ còn một người sống thôi là ông Gia Long. Nên bây giờ mà mình ngồi đây mà nói những cái lời này kia, tôi kính trọng cả ông Nguyễn Huệ, Quang Trung và cả ông vua Gia Long, và tôi chỉ biết nói sự thật thôi. Sự thật là vua Minh Mạng là cái người mà làm cái lỗi đến độ mà người Việt Nam bây giờ vẫn còn bị ảnh hưởng. Nếu mà Minh Mạng không có bế quan Tỏ Cảng và Việt Nam vẫn dùng các quan pháp thì đâu có trở thành thuộc địa, cũng như Thái Lan thôi. Thái Lan họ, họ, họ dùng quan Anh, họ dùng quan người người Anh vào dạy mấy ông vua Xiêm hồi đó, thành cái cuốn truyện The King and I đó, rồi làm thành Cine rồi này kia đó, là dòng họ vua Chất Tri có bao giờ bị ai đô hộ đâu. Thành ra ông Minh Mạng là người gây ra nhiều cái lỗi lầm, và nhất là bị mất cơ hội để mà tham gia vào cuộc cách mạng kỹ nghệ trước cả Nhật. Nhật tới 860 mấy mới bắt đầu canh tân, mà Việt Nam là có thể là canh tân ngay từ cái thời Minh Mạng. Nhưng mà cái đó xảy ra tại vì ông giết đạo Thiên Chúa, ông giết giáo sĩ rồi này kia. Thành ra những người giáo sĩ hồi đó họ viết thơ về than phiền với Vatican, là nói ông Minh Mạng là vua Nero của Việt Nam. Nero Nero là ông bạo chúa thời La Thiên Mã, Chúa, giết bao nhiêu người đó. Việt Nam người tử đạo là đứng hàng số 2 số 1 thế giới vì những người như ông Minh Mạng với ông Thiệu Trị. Mình Thiệu Trị thì ông chỉ theo cha thôi, thành ra mình cũng không trách ông được. Cái thế hệ hủ nho nó vậy, nhưng mà ông Minh Mạng rất là đáng trách. Ổng rất là ác, là về chùa không có biết về ổng nhiều ngoài cái chuyện là ổng ổng bắt đạo, tại vì chùa học về lịch sử của đạo Công giáo rồi nhập vào Việt Nam đó, thì cái thời của vua Minh Mạng là giết đủ mọi cách hết Đúng rồi, những người mà theo đạo. tại vì cái vụ Lê Văn Khôi đó, tất cả ông việc vậy. Nhưng mà nên nhớ là chú Nguyễn á, khi mà đi vào miền Nam năm 1550 á, là mở tất cả cửa biển từ Hội An rồi này kia để buôn bán với phương Tây. Chú Nguyễn lúc đó yếu hơn chú Trịnh rất nhiều, mà đất thì rộng mà người thưa, thành ra phải dùng cái thương mại để mà làm giàu. Thành ra rồi cho tất cả giáo sĩ vào, không có cấm đạo gì hết. Chúa Trịnh ở đằng ngoài á, giết đạo, chúa Nguyễn ở đằng trong á, cho truyền đạo tự do. Tây Sơn cũng cấm đạo chút đỉnh, là tại vì Tây Sơn cũng theo Khổng Nho, nhưng mà chúa Nguyễn là không có cấm đạo. Thành ra mấy ông cố đạo mới giúp chúa Nguyễn phát phát huy phát triển rồi cái, và về sau họ họ mới giúp ông Nguyễn Ánh, là thằng nó đưa con của ông Nguyễn Ánh qua bên bên Pháp để mà cầu viện. Làm sao mà bác sĩ Liêm nhớ hết những cái đó, hay quá. Rất là quan trọng để mà nhớ, tại vì nếu mà không nhớ thì sẽ bị hiểu lầm như vị khán giả này. Khán giả này hiểu lầm trầm trọng, người Việt Nam giết người Việt Nam chỉ vì khác tôn giáo, mà ổng là cho là cọng rắn cắn gà nhà. Rồi dùng dùng những cái từ miệt thị rất là nặng. Đúng rồi, mà dùng miệng thì mà ông Gia Long đâu có phải theo đạo Thiên Chúa giáo, mà ổng lại cái vị khán giả này là imply là đạo Thiên Chúa giáo. Nếu mà vị khán giả này mà có quyền đó, là những người theo đạo Thiên Chúa giáo như Rachel có thể bị phạt đó. Tại vì cái giọng lưỡi rất là độc tài. Rồi, hay quá. Rồi sẵn nói về lịch sử, câu hỏi kế tiếp nó cũng liên quan đến lịch sử luôn, liên quan đến Hành Tử Cảnh. Người tên Nga Nguyễn xin bác sĩ giải thích là Hoàng Tử Cảnh có phải là họ Hoàng tên Tử Cảnh hay là vì Hoàng Tử tên Cảnh? Ông là Hoàng Tử Thiên Cảnh, ông là con đầu của vua Gia Long, nên tên ông là Nguyễn Phúc Cảnh. Còn ông Minh Mạng là Nguyễn Phúc Đảm. Dạ rồi. Ủa nhưng mà từ từ cái video nào mà quý vị khán giả này hỏi về lịch sử nhiều vậy ta? Chắc chắc về cái video mà bác sĩ Liêm nói về lịch sử quá chứ vậy. Chắc một trong những video, nhưng mà ông Hoàng Tử Cảnh thì sau này cái dòng của ông thì ông Minh Mạng đặt ra gọi là phiên hệ, còn con cháu của Minh Mạng thì là thuộc về đế hệ của Kiền Hoàng Hậu Cường Đệ đó, là một cái nhà ái quốc mà phong trào Đông Du đó, thuộc dòng Hoàng Tử Cảnh. Có cái ông cựu cảnh sát công an gì thời Việt Nam Cộng Hòa mà
hồi trước nổ tùm lum, bây giờ ông chết rồi, tên ông Liên Thành á. Ông Liên Thành nó cũng thuộc về dòng dõi của Cường Đệ, của Hoàng Tử Cảnh. Còn mấy ông mà Yên Bửu Vĩnh này kia đó là Bảo này kia là thuộc về đế hệ, là con cháu của ông Minh Mạng. Dạ rồi. Cảm ơn bác sĩ Liêm. Thật ra là những cái câu hỏi về lịch sử đây chị cũng rất là thích nghe nha quý vị. Tại vì chính bản thân của mình cảm thấy mình rất là mất gốc luôn. Nhưng mà học lịch sử thì để mà biết và Đúng suy nghĩ, rồi. và để mà cho nó công bằng, nhưng mà Dạ. đừng có nên trở thành quá khích rồi dùng những cái tỉnh từ rồi này kia rồi thiên vị và hàm hồ, vì không biết lịch sử hay Dạ. là chỉ biết một chiều thôi, cái đó nguy hiểm. Dạ, có thể là đã đọc rồi cái một chiều, cái sẵn ở mình tìm cái chiều đó, mình đọc về cái hướng đó thành ra là Đúng rồi, chuyện rất gì. nguy hiểm. Dạ rồi, cũng người này liên quan đến cái bệnh mà cũng có nhắc đến lịch sử, người tên Oanh Oanh Nguyễn, phục bác sĩ Liêm sát đất luôn á, thiệt mà phục thiệt nha. Nhớ lịch sử như là cái cuốn sách đặt trước mặt vậy, nhờ đó tôi nhớ lại lịch sử Việt Nam đã học ở lớp 9, lớp 10, trung học. Xem bác sĩ cho hỏi là tôi nữ 66 tuổi vẫn đi làm, nhưng vài năm nay thì có vấn đề về trí nhớ, tên của người đối diện. Tuy là nhớ mặt và hiện tại tôi không phải uống thuốc gì cả, sức khỏe tương đối ổn. Làm thế nào để cải thiện trí nhớ một cách natural, là tự nhiên? Xin cảm ơn bác sĩ và cô MC dễ thương. Người Mỹ thì họ thích dùng cái cách gọi là mnemonic memory. Ví dụ như tôi có một ông bạn, ông, hồi trước ông dạy ở trường Stanford, bây giờ ông về hưu rồi. Tên ông là Yesovich, mà tên đó là tên Do Thái, rất là khó nhớ. Nhưng mà ông nói tôi bây giờ muốn nhớ đó, trước hết là chữ Yes, rồi Savage. Thì bây giờ trong trí nhớ tới một cái ông da đỏ thời xưa mà đánh nhau với cowboy đó, là Yes Savage, Savage Indian, nhớ nhớ được tên ổng. Mà đúng vậy, từ khi ông dạy cho tôi cái mẹo đó là tôi nhớ tên ổng là Yes Savage. Nên nó gọi là mnemonic memory. Tôi không biết bên Việt Nam này gọi là gì, nhưng mình nếu mà mình muốn nhớ tên ai đó thì mình làm cái gì liên tưởng tới cái đó. Thí dụ như bây giờ có một người nào nó đến với tôi nói là tên tôi là Liên Hoàng, thì bây giờ tôi làm sao tôi nhớ bả lần sau gặp gọi là Liên Hoàng. Mình nói là Liên là bông sen, Hoàng là vàng, bả là bông sen vàng, lần sau gặp nhớ bông sen vàng, tên chị là Liên Hoàng. À, giống như mình liên tưởng thì mình sẽ nhớ cái gì đó thì mình sẽ ấn tượng vào luôn. Mnemonic memory. Cũng rất là hay. Giống như Phạm Hiếu Liêm thì nhớ là cái người Phạm Hiếu Liêm này rất là có hiếu, thì hiếu là cái Liêm là rất là liêm sĩ. Phạm là đừng có vi phạm những cái chuyện đó. Nhưng mà nói về các thánh tử Cái đạo, thánh tự Phạm Hiếu Liêm đạo là thánh tử đạo đầu tiên. đó, rồi tên của Rachel là Rachel là phải ngọc quý nè, quý không chịu, phải là ngọc với quý nè. Memory, cái mẹo đó, cái mẹo để làm nhớ dễ hơn. Đó là hay. Bây giờ một cái câu hỏi về bệnh nha quý vị. Đây là bệnh dời leo. Bị bệnh dời leo hơn 10 năm nay. Bác cho con hỏi, mỗi năm con bị khoảng 3-4 lần. Vậy con có nên chích vaccine dời leo được không bác? Xin cảm ơn và chúc bác sức khỏe. Bệnh dời leo một lần nó đau muốn chết rồi, mà một năm 3-4 lần. Nên nên chích vaccine, như vậy là sinh risk, chích 2 mũi thì có hy vọng là sẽ không bị lại. Rất là hay. Chứ thường thường là bị cái này nó đau. Bác sĩ Liêm có bao giờ bị bệnh dời leo chưa? Lúc nhỏ thì có, lớn thì chưa chưa bị, nhưng mà tôi chích chích 2 mũi rồi, là hy vọng sẽ không bị. Nhưng mà cái vị này có thể là vì trong cái cơ thể nó có cái gì đó nó làm cho bệnh này cái tái phát, nên là hy vọng chích 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 2 mũi vaccine nó sẽ khỏi bị tái phát. Rồi rất là hay. Tại vì ở với chỗ có người nhà thì khi mà bị bệnh lớn tuổi, mà khi bị bệnh nó đau mà nó đỏ nguyên cái vùng đây mà nó đau mà nó nhức nhức ghê gớm nha. Tôi có biết một người bệnh bị mù mắt, mù một mắt vì cái bệnh. Vậy mà cái vị khán giả này là bị đến 3-4 lần trong một năm thì chắc chắn là phải chích vaccine rồi. Rồi, cảm ơn bác sĩ Phạm Liêm rất là nhiều. Không biết còn gì bác sĩ Liêm muốn cộng thêm trước khi mà chúng ta chấm dứt hay không? Không, cảm ơn người trò. Dạ vâng. Chúc quý vị một ngày
sức khỏe và bình an. Và xin hẹn gặp lại. Cũng xin nhắc lại quý vị là nhớ là bấm like để lại bình luận, share và subscribe. Và khi mà quý vị muốn đặt những cái câu hỏi của mình đó, quý vị cứ để lại những câu hỏi ở dưới đây thôi. Thì bác sĩ Liêm đọc qua những cái bình luận và khi mà Rachel đọc thì cũng thấy những cái câu hỏi gì hay thì gom lại. Thường giống như Rachel có chia sẻ đó, quý vị nhìn trên đây cái câu hỏi là cái câu hỏi này được bác sĩ Liêm thấy cái video, thấy cái câu hỏi này là chừng một ngày sau đó, rồi có những cái câu hỏi khác là chỉ có 4 tiếng thôi, nhưng mà đến ngày hôm nay thì trả lời thì quý vị cũng hiểu rồi, có nhiều câu hỏi gửi về. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Liêm rất là nhiều, chúc một ngày vui vẻ. Và Na xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại sau, bye bye. Xin chào.